Minasan Konnichiwa Xin chào mọi người Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đọc hiểu N3 giáo trình Shinkansen Bondai 32 Bondai 32, 32. <laughs> Vẫn ở trong dạng ngắn nhé Chúng ta sẽ làm quen uh, về cái dạng mail Đấy, Mail cá nhân nhé Chúng ta sẽ xem qua đoạn mail này thì nói về chủ đề gì, vấn đề gì nhé Là uh, anh uh, Sara này, ở trường đại học OX này Thì anh uh, đã hẹn Đã hẹn là đi uh, đi đến uh, nghiên cứu đi đến để nghiên cứu phòng nghiên cứu của thầy uh, Yamada vào thứ hai đấy. nhưng mà từ thầy Yamada ấy thì có gửi đến một cái mail như thế này từ thầy Yamada đây thì mail như thế nào nhá chúng ta sẽ xem này Atesaki là địa chỉ nhá địa chỉ mail ấy cái này là khen nó là tiêu đề của mail đó là cuộc hẹn vào thứ hai đấy thời gian gửi Sonshin là thời gian gửi ngày giờ rưỡi nhá gửi đó là đấy và anh đây là cái nội dung này À Sarah, uh, xin chào uh, thầy Yamada đây đó um, vào ngày uh, cái mốc thời gian chúng ta cũng nghĩ có thể ưu tiên gì trước nhá vào thứ hai tuần sau ấy thì đã hẹn đã hẹn là sẽ đến phòng nghiên cứu nhưng mà đấy nhưng mà thì cái từ nhưng mà nhá di trừ ra thật ra là sự thật là thực ra thì ní um, đột nhiên là thầy có một cuộc họp gấp những kiểu họp gấp ấy nên là chigo ga wa dui wa dui kun atte là không có thời gian thuận tiện đấy thầy xin lỗi một sư này kido thầy xin lỗi nhưng mà hãy cho phép thầy cho xa xe cho đúng không cho thầy kiểu như đổi cái ngày giờ nha hên cô là đổi nhá thay đổi nhá nếu mà ok nếu mà nhanh ok thì ngày ngày mai nha ngày mai thì <laughs> trên Eco là trên nhá trên 5 giờ ngày 17 uh, hoặc là uh, trên thứ hai sau thứ hai có nghĩa là sau thứ hai ấy nếu ok thì thứ ba nếu được thì thứ ba thứ năm thì 10 giờ là ok đó Còn ngoài thứ hai nhá ngoài thứ hai thì thứ ba hoặc thứ năm 10 giờ cũng được thì um, em hãy chỉ cái, cái thời gian thuận tiện của em cho thầy Đây, chỉ cho thầy đó bài này cũng khá là ngắn khá là dễ thôi đúng không Đây xem câu hỏi luôn Là sau khi mà đọc cái mail này ấy, Thì bạn Sara này Bạn um, gửi cái mail như thế nào Cho thầy Cái này quá là dễ rồi Sau khi mà đọc cái mail này Thì phải chỉ đây này cái Câu cuối thầy bảo này Em hãy chỉ cho thầy cái thời gian thuận tiện Đó thời gian thuận tiện của em đấy Thì chỉ cái đấy chứ còn gì nữa đúng không Mình sang câu một nhá là môi chi độ sensei no tsugo kiku meru là hỏi hỏi cái 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 thời gian thuận tiện của thầy thêm một lần nữa hỏi làm gì nữa đúng không thầy đã nói rõ ràng rồi rõ ràng là thứ hai nếu mà thứ hai không được thì thứ ba thứ năm 10 giờ ok nhá cái còn hỏi cái gì nữa mà hỏi nên không phải nhá còn câu 3 là câu 2 này là viết là cái mail là chỉ cái thời gian của mình chính xác luôn đó thì thầy băng bảo như vậy mà đúng không câu 3 này là viết cái mail là I am là xin lỗi cái việc mà trì hoãn cái cuộc hẹn cái này Enki nhé các bạn ghi vào nhá Enki là trì hoãn nhá trì hoãn cái cuộc uh, cuộc hẹn cái này là sai thầy với là người xin lỗi ấy đúng đấy chứ không phải là trò nhá còn câu 4 này uh, xin lỗi xin lỗi cái việc mà không có thời gian thuận tiện cái này là sai Cái này là thầy hai cái cái cái, cái câu ba bốn này thầy nói với đúng nhá chứ không phải là trò trò không nói không cần nhá thầy nói với đúng nhá Đấy thì cái bài này khá là dễ đúng không? Khá là dễ. Chúng ta chỉ cần khoảng mất 1 2 phút thôi là chúng ta có thể làm xong cái bài này rồi. Đấy. Các bạn cố gắng luyện tập và làm quen nhiều với cái dạng văn nhá, dạng mail rồi dạng chỉ thị nhiều rất là nhiều dạng thì chúng ta sẽ nạp được thêm nhiều kiến thức để đi thi chúng ta sẽ tự tin hơn nhá. Arigatou gozaimasu.